con vậy chứ. Alo. Ủa, má gọi cho con có chuyện gì vậy? Má gọi cho Bảy Đôn mà không biết sao á, lộn qua máy của con làm con mất giấc ngủ hả? Tối giờ con có ngủ được đâu mà mất với con. Sao vậy? Cái thằng lộn giống đó đó, đi chơi khuya về bị người ta đâm, về tới nhà té đùng ra xỉu. Giờ nó sao rồi? Chưa chết. Nhưng mà có nặng lắm không? Hồi khuya con với Di đưa nó vô bệnh viện, bác sĩ khâu cái chục mũi, hên cho nó là vết thương dài nhưng không sâu, vì nó mặc cái áo khoác cũng dày lắm. Nội với ba con chắc là xót lắm hả? Ba con đi Sài Gòn rồi cho nên không biết, còn nội thì khỏi nói, mém té xỉu theo nó luôn. Vậy ai đang trong bệnh viện với nó? Thì còn Di chứ ai. Ba Mão đâu mà để con Di trong trỏng? Ba Mão chở ba đi Sài Gòn mà má. Vậy còn Nam Đảm? Điện thoại của thằng Trả không liên lạc được. Cái con Di á, có biết chăm sóc không mà ở trong trỏng vậy? Thì không biết phải biết chứ, má lo gì. Thì má nói vậy thôi. Mà sáng nay á, con có qua công ty thế ba không? Dạ không, con phải ngủ bù cho tối hôm qua. Vậy thôi nha má. Alo, tôi nghe nè cô ba. Nó đang nằm trong bệnh viện. Báo với Tư Rổ, kêu nó vô trong trọng, làm cho dứt điểm đi. Như vậy nguy hiểm lắm cô ba. Để dây dưa, không còn cơ hội nào khác đâu. Hiện bây giờ nó chở trong trỏng với con giúp việc, không làm ngay, lỡ Năm Đảm như ba Mão vô thì không còn cơ hội đâu. Dạ tôi biết rồi cô ba. Làm ngay đi. Dạ. Công nhận tin hot thiệt, mà tiếc là nó còn sống. Bộ muốn ông Tùng chết lắm hả? Mà nói vậy ý là sao? Thì tại tôi thấy nghe tin ông Tùng còn sống, mặt ông thất vọng não nề lắm, nên tôi mới nói vậy thôi. Sao bữa nay mày ngộ quá vậy? Sao tự nhiên quan tâm tới nó vậy? Hay là bây giờ nó thành cậu ba rồi, cho nên thay đổi thái độ? Mày nói con này hoài mày không chán hả? Thì bây giờ nó thành cậu ba, tao khoái nó cũng được mà. Khoái nó là đang đối đầu với tao đó. Nói nhảm nhí. Còn tôi thì đang thắc mắc, không biết ai chơi thằng Tùng vậy ta? Chơi dao thì chắc là sát thủ thứ thiệt rồi. Hay mày gọi anh Dương hỏi thăm tình hình coi sao. Sao tự nhiên quan tâm nó dữ vậy? Tao quan tâm tới mày, Viên Tài thì đúng hơn. Mắc mớ gì quan tâm tới tôi? Chuyện ông với thằng Tùng xích mích, ai mà không biết. Ủa, bộ xích mích là mướn người đâm đó hả? Thôi, vụ này á, nhà thằng Tùng mà báo công an, trước sau gì ông cũng được mời. Con nhỏ này nói chuyện vô duyên. Tôi thấy nên đi thăm Tùng để tỏ thành ý đi. Thôi nha, chừng nào mà mày muốn vô bệnh viện thăm nó cũng phải đợi tao với thằng Tài đi cùng, không có đi một mình. Mệt hai người quá. Nhỏ Hương nó cũng có lý, mà chuyện này tôi có làm đâu, tôi không sợ. Tụi bay có biết là tối hôm qua ai ở trong bệnh viện với thằng Tùng không? Nghe cái bộ điều của bà nói thì chắc là con Di chứ ai. Đúng là Tài quỷ quyệt hơn người mà, mới nói vậy là hiểu liền. Đúng là con Di ngày hôm qua ở trong bệnh viện với thằng Tùng. Hai đứa nó lãng mạn kiểu giống như là trong phim Hoàng tử với lại Lọ Lem vậy đó. Thì con Di nó là ô xin, nó phải ở trong đó chăm sóc cậu ba chứ. Thì đúng rồi. Nhưng mà tao nghĩ nếu như mà ô xin là đứa khác thì mày sẽ dễ chịu hơn, đúng không? Mẹ thằng chó đó, cái mạng nó lớn thiệt, ăn một dao chí mạng như vậy mà nó không chết. Gọi thằng Tư Rổ thử đi. Nó khóa máy rồi,
Cái thằng chó này lại tính chơi xỏ tôi nữa chắc. Gọi điện thoại cho thằng Tư rỗi bằng được, nói là làm cho xong chuyện này đi. Sau vụ này chắc thằng Tùng nó cẩn thận hơn, khó mà gần nó lắm. Khó thì cũng phải làm cho bằng được. Tôi hiểu mà cô ba. Còn vụ gỗ thì sao? Anh cứ tiến hành đi. Tính xong vụ thằng Tùng, rảnh sẽ tính sang vụ gỗ. Ai về là gặp rắc rối. Do người của anh quá tệ, than thở cái gì nữa. Cô Tư rộn. Alo. Tôi đang ở trong bệnh viện, Nam Đạm đang ở trong phòng thằng Tùng, rất khó để hành sự. Tôi sẽ tìm cách khác. Vậy ha. Sao rồi? Mẹ. Là sao? Chưa khử được nó. Every night in my dreams I see you, I feel you. Mày đang ở đâu rồi? Tao đây. Mày rảnh quá hả mày? Tao chờ mày hoài luôn á. Tao bận chút chuyện nên không đến đúng hẹn được. Mày vô đây luôn đi. Mày vụ gì? Mày đoán ra chuyện gì mà? Có phải vụ ba cái Hương khủng? Phải vụ đó không? Ừ. Mày làm cho ai? Mày chỉ cần biết tao là đủ rồi. Tao đâu phải tay mơ mà mày muốn làm trùm. Tao mà làm trùm cái gì? Muốn ăn thì phải nhào vô thôi. Hả? Quá. Ôi quay. Mày cứ tự nhiên nghe điện thoại đi. Mày đợi tao chút. Sao đây? Sao tao gọi hoài mà mày không bắt máy? Tao bận. Giờ nghe nè. Nó còn đang ở trong viện. Bây giờ mày tìm cách xử lý nó thật nhanh. Chứ không nói về nhà là khó đó. Xử thì phải xử rồi. Nhưng mà nhanh thì không được đâu. Phải tìm cơ hội nữa. Giả lại, phải làm cách nào để bứng thằng Nam Đảm đi chỗ khác. Nó trình hình một đống trong phòng thằng Tùng như vậy, làm sao tao ra tay được? Vậy à? Mẹ nè. Bà Khả hả? Mày ra quán gặp tao ngay. Sao? Bây giờ cũng muốn làm ăn với tao không? Chừng nào vô vụ? Ngay bây giờ. Hôm nay tao có việc phải làm, sớm nhất là sáng mai mới được. Ok thì sáng mai vậy. Tao sẽ chờ mày. Được. Bây giờ tao có việc. Tao nghe nè bà Cao. Tư rộ gặp ông chưa? Rồi. Anh chạy chưa làm giống không? Tất nhiên là chịu rồi. Mà sao hả? Tôi nghĩ không ra. Thu gom cà phê với ông cần người mới mặt chứ Tư rộ làm gì? Tao giới thiệu Tư rộ là cho người khác, chứ không phải cho tao. Nhỏ mới tin ông. Mẹ. Anh em có mánh mà ông kêu người dưng không? Mày thôi cái kiểu mày nheo đi. Chuyện nào ra chuyện đó. Có những chuyện anh em không thể làm chung với nhau được. Ok. Nhất là những thằng bài bạc chứ mày. Hả? Ủa? Chào em. Dạ, em tới thăm Tùng. À, mời em vô. Dạ. Tùng ơi, anh ra ngoài uống cà phê chút nha. Dạ. Tùng khỏe chưa? À, Hương. À, thôi, Tùng cứ nằm đi. Để mắt công động vào vết thương đó. Cảm ơn Hương đã tới thăm. Ừ, Hương nhìn Tùng còn xanh lắm á.
Chắc là mất nhiều máu lắm hả? Hương làm tôi ngạc nhiên ghê. Sao lại ngạc nhiên? Hương là cặp bài trùng với Nga mà tự nhiên bữa nay tới thăm tôi có một mình. Có chuyện gì hả? Thì Hương có chuyện muốn nói riêng với Tùng cho nên mới không đi với Nga. Chuyện gì vậy? Lần Tùng bị đánh ở quán bar là do Tài mướn người làm đó. Hương có bằng chứng gì không mà nói vậy? Tài không có nói với Hương về chuyện này. Nhưng mà hôm đó Hương nghe Tài gọi điện thoại cho ai đó. Hương có biết người nói chuyện điện thoại với Tài là ai không? Hương thấy một gã đang nghe điện thoại. Hương nghĩ người đó là người nói chuyện với Tài. Vậy trông hắn ra sao? Tướng tá bậm trợn lắm, đội cái nón kết sùm sụp à, nên Hương không có thấy mặt được. Bữa nay tự nhiên Hương kể cho tôi nghe mấy chuyện đó, không biết có mục đích gì vậy? Tùng thừa thông minh để hiểu mà. Thì Hương nói ra là để chứng minh Hương không có liên quan gì tới chuyện Tài với Nga hết á. Hương muốn làm bạn với Tùng. Có trễ quá không vậy? Trễ còn hơn không. Không phải Tùng cũng thích vậy sao? Con người ta sở thích có thể thay đổi. Với ai kìa, còn với Tùng thì không. Hương tự tin quá ha. Nếu thay đổi, Tùng đâu có đối đầu với Tài khi thấy Hương thân với nó. Chắc chuyện này Hương bị nhầm rồi. Không phải như vậy đâu. Sao Tùng phải chối? Hương biết á, trước đây Hương đã sai lầm khi tàn nhẫn với tình cảm của Tùng. Bây giờ Hương muốn sửa sai. Vô không biết gõ cửa, đúng là thứ mất dạy. Nè Hương, có cần phải nói chuyện nặng lời vậy không? Nặng hay nhẹ cũng tùy người đối diện chứ Tùng. Chị Thi dặn anh ăn liền cho nóng. Để Hương dọn ra cho Tùng nha. Được rồi, để chú Di làm đi. Cũng phải, mấy việc này á phải để ô xin làm chứ. Tôi muốn Di làm vì Di hiểu tôi. Còn không mau phục vụ cậu ba đi. Thôi cảm ơn Hương Di đã thăm nha. Hương về cẩn thận. Tôi đói rồi, dọn cho tôi ăn đi. Dạ. Rồi Hương sẽ quay lại thăm Tùng. Giờ Tùng nghỉ ngơi và ăn liền cho nóng nha. Chăm sóc cho chu đáo đó. Anh ăn đi. Đút cho tôi ăn đi. Xin lỗi, để cho em nghe những lời không hay. Tôi không có quan tâm đâu. Vậy mà lời của em đầy chua chát. Ủa, mà anh Đảm đâu rồi? Anh mới ra ngoài uống cà phê rồi. Coi vậy mà anh Đảm tâm lý ghê. Lảm nhảm gì à? Thì nghĩ sao nói vậy thôi, có lảm nhảm gì đâu. Ủa, người đẹp về rồi hả? Mệt anh quá à. Anh phải nói là người yêu về rồi hả mới đúng. Nhiều chuyện hết sức. Thôi, Di ở chơi với Tùng nha. Anh về, tối anh vô. Ủa, thôi, anh khỏi vô nữa. Em ở một mình được mà. Công việc ở trại của anh bữa nay rất là căng. Tự nhiên,
Anh lại dí với em ở đây làm gì? Không sao, tối anh vô chơi với em cho vui. Có gì đâu. Thôi anh về. À anh Đám, anh nhớ vô chầu băng giùm em nha. Đợi cậu nhắc, chắc mấy con trộm nó chết đói hết. Cảm ơn anh. Em ở chơi nghe. Dạ. Em đã có thông tin về thằng Tư Lào rồi, nhưng em chưa tìm được người đi rừng kinh nghiệm để đưa mình đi. Vậy thì mình phải qua tay tôi đầu nậu nữa hả? Nếu qua đậu thì mình hết ăn. Em đang tìm người khác đi. Phải làm sao gặp trực tiếp thằng Tư Lào. Xong phi vụ này, ta sẽ chia phần trăm cho mày. À, dạo này rừng động lắm, mà muốn tìm được tụi nó chắc là anh em mình phải uống thuốc liều thôi. Mà lên chuyện chi tiền rồi, bữa hôm mày nó ngon lắm mà, bây giờ mày bàn ra đâu có được. Tiền mua thuốc liều đây. Nghe đồn là thằng Tư Lào nó điều hành mọi việc ở trong rừng. Gỗ của tụi nó không tập trung ở một chỗ. Cái tụi nậu rừng rất là máu của vụ này. Thì ta cũng đang máu đây, mày đừng có làm ta cục hứng. Vậy thì anh em mình cùng liều một phen đi. Ok. Cảm ơn. Ủa, mấy bên này không liên lạc anh chàng kia hả? Là cần á hả? Ờ. Không, cần mắt đi học mà. Cũng buồn ha, không có bạn đúng là thiệt thòi. Ai cũng muốn có bạn để chia sẻ, nhưng mà có bạn như anh Dương với cậu Sáu Thái của cần thì hơi sợ. Một người con gái chen giữa hai người đàn ông thì khiến cho tình bạn dở dụng đó là chuyện bình thường. Anh có sao không? Chắc nó đi rồi, để em ra gọi bác sĩ nha. Thank you.
Tám có nhà không Kim? Dạ chồng em chưa có về. Anh ba, qua ngồi uống nước chờ chồng em xíu. Anh ba uống nước. Chị Hai Liên khỏe không anh? Bà có làm gì đâu mà không khỏe. Dạo này vợ chồng bay sao? Dạ vợ chồng em sống qua ngày là mừng rồi anh. Mà anh kiếm chồng em có chuyện gì không? Có chút việc, rủ nó kiếm thêm tiền để lo cho thím. Chừng nào thím sanh vậy? Dạ dạo này cũng gần tới mùa thu hoạch rồi anh, cho nên em sợ anh không rảnh quá. Tao có rủ nó đi nhậu đâu mà bay bạc ra. Nhưng mà tính làm thêm chuyện gì vậy anh ba? Tôi có nói ra thì thím có biết gì đâu. Mà chừng nào thím sanh? Dạ một tháng nữa anh. Thấy vậy á, tới liền bây giờ đó. Dạ. Ủa ba, qua chơi anh. Có chút chuyện, Hái ra tiền muốn rủ mày đây. Gì? Gì mà nghe nói Hái ra tiền thấy ham quá vậy? Chuyện gì? Đi rừng. Em vô trong là làm tiếp công chuyện. Dạ. Mày có nghe chuyện hài hí trúng ba cái chồng hương khủng không? Không. Sao hoài? Chuyện hài hí đâu có liên quan gì tới tôi. Nghe hài hí nó nói là nó bán lại hết cho tay trùm gỗ nữa rồi mà. Mày cũng biết nhiều chuyện quá đó. Biết. Mà làm cái đách gì được. Mấy phô sắp đẻ rồi, mày lo cho nó đủ chưa? Tôi cũng lo cho nó giống như là mấy người có vợ sắp đẻ đó thôi. Nhưng mà có thêm chút tiền cũng đỡ chứ mày. Ý anh là sao? Mày rành khui số bạc đó lắm mà. Mày đưa tao vô tìm thằng trùm đó, tao sẽ trả tiền cho mày. Rừng mình mong biết nó ở đâu mà tìm. Vậy tao mới nhờ tới mày. Mà tôi thề không có vô rừng nữa rồi. Ông kiếm người khác đi. Mày có đi gỗ lậu đâu sợ. Nói rồi tôi không có vô rừng nữa. Chỉ của mày á là rành khu số bạc nhất. Mày chịu khó đưa tao đi gặp thằng chồng. Mày kiếm được 20 chai rồi. Nói cho cố vậy cha. Tao nói thiệt, mày kiếm ra người là có tiền liền đó. Tay trùm ông kiếm là ai vậy? Cái thằng này hành tung nó bí mật lắm, không ai biết nó. Chỉ biết nó ở bên Lào về. Mặt của tôi đậu á, gọi nó là Tư Lào. Ủa vậy sao ông làm ăn? Hồi nào giờ tôi đậu chỉ buôn bán với đàn em của nó thôi. Tao có hỏi nhưng mà tụi nó giấu như mèo vô cất vậy. Vậy sao kiếm nó? Nghe nói nó đang ở Suối Bạc. Mày thì rành rừng. Tao nghĩ tốt nhất là mày hãy dẫn tao đi tìm cái thằng trùm đó là hợp nhất. Bây giờ đang vô mùa, tốn có nghỉ được đâu. Một cái chạy gió hú đó, chỉ có mình mày làm công thôi hả? Mày đi với tao vài bữa, bằng mấy tháng nay lưng nhổ cỏ cặp hê cho người ta. Bây giờ anh về trước đi, để tôi suy nghĩ cái đã. Đi liền, chứ còn suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện đang nóng như hơi đây kìa. Đợi mày nghĩ xong, chắc nó bán mẹ hết ba cái cây trầm hương đó rồi. Thế nào con bảy phô nó cũng cản thôi à. Tướng vậy mà sợ vợ. Mày đi kiếm tiền về cho nó. Ngu sao nó cản mày. Mà ông tìm trùm nó chi à? Thì mua gỗ chứ chi. Mình làm trực tiếp với nó, có lời hơn qua tụi nậu. Đi với tao, tiền công của mày hậu hĩnh. Giả gì mà mày không đi. Bà Tư mà bà biết tôi làm mấy chuyện này, dám bà đủ tôi lắm à. Chuyện này mày khỏi lo đi. Để tao nói bảy đôn bảo kê cho mày. Gì? Bảy đôn dính vô chuyện này nữa hả? Chứ sao tao đủ tiền mày. Giờ mày đi không? Có gì tôi báo với ông sao? Tao cần mày trả lời liền. Thời gian gấp lắm rồi. Mày hẹn hò cái gì nữa? Nếu không tao nhờ đứa khác á. Chừng nào đi? Chiều nay.
bây giờ mày vô chuẩn bị đi. Chiều nay tao qua rước mày. Gì mà gấp dữ vậy? Mà chuyện này công của tôi được nhiêu? Tao đã nói rồi, 20 chai. Dần vậy, ứng trước tôi mới đi à nghe. Chiều nay tao sẽ đem qua cho mày phần nữa, được chưa? Nhưng mà tao nói trước á, phải tìm ra cho được cái thằng Trùm Tư Lào đó. Nếu không á, mày phải trả tiền lại cho tao á. Mà có tôi với ông thôi, hay còn có ai nữa? Tao làm sao mà có vốn đi gỗ, chỉ hù hở kiếm chút cháo thôi. Còn ai nữa? Bảy Đôn chứ ai. Mà tao đã nói Bảy Đôn bảo kê cho mày, mày không hiểu hả? Thằng cha này ghê thiệt, mà lâu nay chả kính như bưng. Bảy Đôn kính tiếng lắm. Còn nữa, mày cũng làm ơn kính tiếng giùm tao. Nếu không lỡ bà Tương Mai biết chuyện, cha Bảy không để cho tao với mày yên đâu. Biết rồi. Giờ chuẩn bị đi, chiều tao qua rước mày. Con người muốn em phải chết, cho nên cái thằng sát thủ hồi nãy nó mới liều mạng tới mức vô tận đây để mà giết em. Ai mà ác dữ vậy? Lúc nãy Hương nói thằng Tài nó có liên quan tới chuyện em bị đánh ở quán bar. Liên quan là sao? Hương cho là thằng Tài nó đã thuê Sáu Hoài Đen để đánh em. Vì Hương tình cờ nghe thằng Tài nó nghe cuộc điện thoại của ai đó. Em nghi là thằng Tài nó làm luôn cả vụ này hay sao? Ngoài thằng Tài ra em chưa nghĩ ra ai khác. Nếu nó muốn em đi Đức thì nó ra tay luôn tối hôm đó ở quán bar rồi. Vậy là ai chứ? Ai không biết, nhưng mà nghĩ tới cảnh vừa xảy ra lúc nãy tới giờ em vẫn còn sợ. Hai đứa thường nhớ xem cái thằng đó có điểm gì đặc biệt hay không. Em không thấy rõ mặt nó. Hình như là nó có cái hình xăm hay là cái bớt gì đó ở trên tay. Ở chỗ nào? Ở trên mu bàn tay. Những lúc hoảng loạn như vậy làm sao em thấy được? Tại vì nó chỉ dao vô mặt em nên là em nhìn thấy. Cái hình xăm đó là hình xăm gì? Hình như là cái bớt của hung chừng. Anh rủ anh đi rừng hả? Kỳ này không phải đi gỗ. Chứ vô trỏng làm gì? Tìm người. Tìm ai? Sao hỏi nhiều quá vậy? Thì tự nhiên đang yên đang lành đi vô trong rừng tìm người. Tìm làm gì phải hỏi để biết chứ. Tôi muốn có thêm chút tiền để lo cho má con em vậy không được hay sao? Tôi dành dụm cũng sắp đủ rồi, tự nhiên vô trỏng làm gì làm người ta lo thêm. Lo cái gì mà lo, tôi có làm ăn phạm pháp đâu mà lo. Rồi tính nói sao với Nam Đảm? Trời ơi, bây giờ diễn đại cái lý do nào đi. Nói về quê thăm má. Tôi không muốn anh đi chút nào hết. Tôi nói em nghe nè, mình còn thiếu má mấy triệu, tôi muốn trả cho xong cho rồi. Nhưng mà má có đòi đâu. Biết là như vậy rồi, nhưng mà tôi muốn con mình sinh ra trong một gia đình không có nợ nần gì, em hiểu không? Ai là không muốn vậy. Cơ hội tới bây giờ mình phải chộp lấy thôi. Để cái chuyến này được 20 triệu chứ ít ỏi gì. Nhưng mà anh nói cho tôi biết, là ba khá ông mướn anh đi kiếm ai? Kiếm người để mua gỗ. Nghe đâu có người trúng ba cây hương trần. Khủng lắm. Ba khá muốn gặp trực tiếp để mua. Như vậy là họ giấu gỗ rồi trốn trong rừng, đâu có dễ kiếm đâu. Thì bởi vậy mới nhờ tới tôi. Cái rừng xuống ngàn này tôi nắm trong lòng bàn tay, hóc bò tó đâu mà tôi tìm không ra. Dẫn ba khá đi kiếm người như vậy là cũng phạm pháp đó nha. Mắc gì phạm pháp, tôi đưa tới tôi về, có làm ăn buôn bán gì với người ta đâu mà phạm pháp. Em để cho tôi đi với ba khá chuyến này đi. Nhưng mà ba khá tiền đâu mà mua gỗ? Trả đưa Bảy Đôn đi. Cha Bảy mới là người mua gỗ. Cái gì nữa, rộn chuyện nha. Dính tới Bảy Đôn là dính tới cô Ba Linh, tôi không thích chút xíu nào hết á. Thiệt tình luôn á,
Tôi thấy cái chuyện này nó sao sao á. Không có sao trăng gì hết. Tôi quyết định rồi, tôi đi với ba Khá. Tôi nói một là một, hai là hai. Chiều nay ba Khá đem 10 triệu qua tôi đưa cho em giữ. Em đừng có hỏi nhiều quá. Alo, có gì không Tám Đủ? Anh cho em nghỉ vài bữa để em về thăm bà già được không? Ủa, sao tự nhiên về thăm bà già? Bộ bác bị sao hả? Dạ, má em bị mệt, bệnh già mà anh. Bảy phô thì gần sanh rồi, em muốn về chăm sóc bà già. Chứ mai mốt mà vợ em đẻ thì khó về lắm. Đang thiếu người dữ lắm, mày còn xin nghỉ đi về nữa. Thì anh thấy đó, nào giờ em có xin nghỉ đâu. Cực chẳng đã mà anh năm đảm. Thôi được rồi, về sớm rồi lên nha. Tuần sau là vô vụ rồi. Dạ, em cảm ơn anh. À, nhớ cho anh gửi lời thăm bác nghe. Dạ, em cảm ơn anh. Hai đứa, thử nhớ lại xem cái hình xăm đó là hình xăm gì. Em không nói chính xác được, nhưng mà em chắc chắn nó là hình xăm. Nếu đó là hình xăm thì anh nghĩ sẽ lần ra được. Nhưng lúc này nằm trong bệnh viện không có an toàn chút nào, em sợ lắm. Chắc mình phải xin xuất viện sớm, rồi nhờ bác sĩ về nhà chăm sóc thì vẫn hơn. Mình có nên báo công an không anh? Thôi, làm vậy á lại thêm ầm ĩ tai tiếng nữa. Mà em cũng không được kể chuyện này cho nội với ba của tôi về chuyện đã xảy ra. Mất công á, hai người đó lại lo lắng nữa. Thôi, để anh ra gặp bác sĩ Trần, để anh xin điều trị ngoại trú coi sao. Dạ, vậy anh đi giùm em. Anh tính xin về nhà thiệt hả? Ở nhà vẫn là nơi an toàn nhất. Còn vết thương của anh thì sao? Chưa động tới tim làm sao mà chết được. Anh đang tự trấn an mình đó hả? Em nói chuyện kiểu nào cũng được hết trơn á. Tại tới giờ tôi vẫn chưa hết sợ. Tôi không biết trấn an mình bằng cách nào nữa. Anh xin lỗi vì đã liên quan tới em trong chuyện này. Rồi như lúc nãy xảy ra chuyện gì với em, anh sẽ ân hận suốt đời quá. Tôi mà xảy ra chuyện gì á, chắc anh ôm hận qua bên kia luôn á. Chứ làm sao sống nổi để mà ôm hận suốt đời. Anh suy nghĩ hoài mà không ra, tại sao có người muốn hại anh như vậy? Là ai? Giết người á thì thường vì tình, vì tiền, vì thù. Anh có vướng cái nào trong ba cái đó không? Vì thù thì chắc là có. Người nào mà thù anh tới mức muốn anh chết vậy? Chắc chỉ có mỗi mình thằng Tài. Vậy phải hỏi người yêu của anh rồi. Người yêu là ai? Hương á. Nhảm nhí nữa. Thì hỏi Hương, biết đâu ra được nhiều điều. Bác sĩ đã cho về rồi, bây giờ mình chỉ cần đóng viện phí là được rồi. Đơn giản vậy hả anh? Ừ, bệnh viện cũng không muốn có chuyện xảy ra như vừa rồi. Với lại họ cũng có dịch vụ chăm sóc tại nhà mà. Mình chỉ cần đăng ký dịch vụ tại nhà là được rồi. Vậy thì về. Ừ. Sao rồi? Tôi vô tận phòng của nó nhưng bể rồi. Cả bệnh viện náo loạn lên, may mà không ai được theo như thế tôi cầm dao. Coi như vụ này bể rồi, tôi không thể tiếp tục vào thời điểm này. Mày tính xù hả? Xù thì không xù, tôi chỉ không thể tiếp tục trong thời điểm này nữa. Phải biến một thời gian. Mẹ, mày làm ăn kiểu này là mày giết tao rồi. Tôi đâu có muốn như vậy. Thôi nghe. Alo. Sao rồi? Mẹ,
Không xong rồi. Kiếm đứa khác, làm cho xong cho tôi. Rất dễ lộ chuyện, mà sao cô phải gấp vậy? Tôi biểu sao thì làm vậy, đừng có hỏi lại. Không thể làm liều được đâu cô ạ. Nếu nó bắt công an thì... Anh không làm được thì ngậm cái miệng lại. Trưa nay tôi phải đi rừng riêng, xong vụ này về mới tiếp tục tính tiếp chuyện thằng Tùng. Khỏi cần, giữ thằng Tùng để tôi lo. Nội, khổ thân cháu tôi. Con không sao mà nội. Em còn nói nữa, tối hôm qua tới giờ nội có ngủ được đâu. Thì bây giờ em về rồi, chắc là nội sẽ ăn được ngủ được mà. Thôi, bây giờ ăn uống nghỉ ngơi cho có sức đi con. Dạ. Dạ. Cái thằng quỷ này không biết làm cái gì mà lâu dữ vậy không biết. Mày thử gọi điện thoại cho nó coi. Alo, tôi nghe nè. Đang đợi mày nè Tấm Đủ. Mày đừng có nói là mày đổi ý hay là dở quẻ nha. Dở quẻ gì mà dở quẻ. Tôi đang ở nhà nè, bây giờ ông ghé ngang qua trước tôi luôn đi, cũng tiện đường mà. Mà nè, nhớ đem qua nửa tiền cọc nghe. Để tôi đưa cho con vợ tôi. Lo ổn thỏa cái chuyện gia đình mới đi được chứ. Anh Bảy chứ có ai xa lạ đâu, mà mày chắc bóp dữ vậy. Mà anh Bảy nói, mày yên tâm đi, anh có mang theo sẵn đây nè, 10 chai đó nghe. Được rồi, tao cho anh Bảy sơ qua liền. Rồi. Mẹ nó, cái thằng này tên Đủ, lúc nào nó cũng chỉ muốn đủ hết. Vậy chứ em nè, ba khá nè, anh thấy có khá không? Như tao nè, toàn bị đè, chứ được đâu chút nào. Thôi, anh em mình đi đi. Cho ăn gì nữa vậy? Yến chưng với đường phèn. Món nội hay ăn á hả? Thôi, anh chưa có già tới mức phải ăn nó đâu. Bà Tư biểu sao thì tôi làm vậy. Anh ăn giùm cái đi. Gì vậy? Năn nỉ à, hay là ra lệnh giờ? Anh muốn nghĩ sao cũng được hết đó. Miễn sao anh ăn hết tô yến này là tôi mừng rồi đó. Nhưng mà anh không thích ai mừng hết á. Em đem xuống bếp dẹp đi. Bây giờ mà buông xuống bếp là bà Tư mắng tôi đó. Anh làm ơn đi. Năn nỉ vậy có dễ nghe hơn không? Từ đây. À, xong rồi đó. Như vậy phải ngoan không? Cảm ơn nha. Con đã làm gì để xảy ra chuyện này vậy? Con là nạn nhân mà ba hỏi như là tội phạm vậy. Ba phải nói sao đây? Chuyện nghiêm trọng chứ không phải thường đâu. Con đã gây thù chú quán gia dữ vậy. Con không biết phải trả lời làm sao nữa. Cứ xảy ra như vậy hoài, chắc phải báo công an thôi. Họ điều tra là ra hết đó. Chỉ sợ tới lúc đó sẽ khó xử. Con nói vậy là sao? Con nghĩ là ai hả? Thì hồi nào giờ á, con chỉ gây sự với tụi thằng Tài và Thư Nga thôi. Ngoài tụi nó ra, con không nghĩ ra ai khác.
Con nói khó xử là như vậy đó. Không có cái gì là khó xử hết đó. Nó muốn giết con mà, ba phải làm cho ra chuyện này. Làm rùm beng lên rồi dính tới pháp luật, rồi ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của gia đình nữa. Ba có cách làm của ba. Con đã hứa với ba rồi, con sẽ không ăn chơi gì hết, con sẽ tu tỉnh làm ăn. Thì con nghĩ là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Thôi được rồi, ba tin con lần này. Nó dám vô tận bệnh viện là muốn giết chết thằng nhỏ. Không lẽ thằng Tài á thù nó như vậy sao? Cháu không nghĩ đó là thằng Tài. Vậy chứ là ai? Cháu cũng không biết nữa. Điều thằng Tùng, nó có làm ảnh hưởng tới quyền lợi của ai không hả chú? Sao cậu lại nói vậy chứ? Cháu chỉ gợi ý để chú suy nghĩ thêm thôi. Thôi cháu xin phép, cháu đi cùng dì chút xíu. Dạ.